Chào mừng bạn đến với khóa đào tạo về công cụ giám sát Zebit của T4VN. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách giám sát các service ở lớp layer 7 của mô hình OSI. Các service hoạt động ở tầng này bao gồm các service như NTP, SSH, Telnet, POP, IMAP, FTP, v.v. Để tiến hành cho việc giám sát service này, mình đã chuẩn bị sẵn một Zebit Server version 5.0, một máy chủ Linux CentOS 7.4 đã được cài đặt sẵn các service như Zebit Agent, SFTP, NTP, SSH Service. Để kiểm tra version của Zebit Server, ta dùng lệnh Zebit Server -v hoa của mình đang là 5.0 ha. Tương tự như vậy, Zebit Agent -v hoa đang là 3.4. Version của Zebit Agent nên là 3.4. Rồi, mình sẽ kiểm tra cái hoạt động của Zebit Agent ha. Status đang là running. Tiếp đến, mình sẽ kiểm tra cái status của các service cần monitor. System Control Status SHD. Tương tự như vậy, ta sẽ kiểm tra service FTP. Thì FTP ở đây mình dùng phần mềm là VFTP. FTP là File Transfer Protocol đó. Ta sẽ kiểm tra bot của Zebit Agent netstat-ntup. Rồi, Zebit Agent 10050 đang là owner bởi Zebit Agent. Ta sẽ kiểm tra cấu hình của Zebit Agent xem đã đẩy monitor về Zebit Server chưa. Ta sẽ tìm cái option, cái line Zebit Server. Rồi, Zebit Server của mình là có IP là 10.250.0.6. Ở đây mình đã cấu hình sẵn rồi ha. Rồi, đây 10.250.0.6 là IP của Zebit Server của mình. Để show tất cả các item key mà Zebit Agent đã thu thập được trên cái máy chủ Linux này, ta sẽ dùng lệnh kiểm tra là Zebit Agent -p. -p là print hết tất cả các thông tin thông số mà Zebit Agent đã collect được. Ở đây chúng ta sẽ lấy mẫu để monitor service SH ha, là net.tcp.service mẫu ngoặc SH. Rồi, để kiểm tra cái giá trị đó từ Zebit Server, ta sẽ dùng hàm Zebit get -s là host. Host tức là IP của máy chủ vật lý mà chúng ta cần giám sát là 10.251.0.46. Rồi, -b. B là bot hoạt động của Zebit Agent. Default khi nãy chúng ta kiểm tra là 10050. Trừ K. K ở đây là key item. Ta sẽ lại dùng để monitor được, giám sát được SH, ta sẽ dùng NetTCP Service SH. Status trả về giá trị, value trả về là 1. 1 ở đây tức nghĩa là đang available, service đó đang online, thì sẽ trả về status là 1. Tương tự như vậy, ta sẽ kiểm tra cái tới các service như là NTP, FTP. Tương tự như vậy, giá trị cũng là 1. NTP là UDP chứ không phải TCP. Để kiểm tra service network time protocol, ta sẽ phải dùng UDP. Status cũng là 1 luôn ha. Thì tức nghĩa là 3 service này của mình hiện tại đang available, đang running. Rồi, bây giờ mình sẽ thử stop lần lượt từng service nha. Rồi, sau đó get lại value từ Zebit Server xem kết quả như thế nào. Ta stop service NTP, NTPD. Rồi, kiểm tra lại service NTP. Rồi, value là 0 ha. Tương tự như vậy, ta sẽ stop các service. Đây, ta start lại service này. Đây, giá trị ngay lập tức trở về số 1 ha. Vậy thì ta có thể chắc chắn được rằng 1 là service đang available,
Không là service đã stop it. Tiếp đến mình sẽ stop service FTP. Yes là ha. Rồi không. Mình không thể stop service SH được, vì khi mà stop thì mình sẽ mất cái section này. Mình start lại ha. Rồi check lại cái nữa. Rồi, từ 0 thành 1. Rồi, sau khi đã có được các item key rồi, ta sẽ tiến hành khởi tạo host để monitor trên giao diện web ha. Ta khởi tạo host. Host name là server. Ta có thể đặt gì đó, server monitor chẳng hạn. Group, mình có tạo sẵn một group là Javis Training rồi. Group empty, group trống thôi. Interface là IP của cái máy cần monitor. Và bọc là bọc của Javis Edition là default. Ta sẽ add ha. Rồi. Search cái IP chúng ta vừa tạo. Đây là host chúng ta vừa tạo. Chúng ta sẽ tạo item tương ứng với cái item key khi nãy mà chúng ta có. Ta create mới một item ha. Name ta có thể đặt là gì đó mà theo ý chúng ta muốn. Ở đây mình đặt là SH Operation Status. Item Type là Javis Agent ha. Rồi ta sẽ lấy cái item key, chính xác cái item key mà của service mà chúng ta mong muốn giám sát, thả vào đây. Định dạng numeric, tại vì giá trị chúng ta get được về là số, cho nên định dạng chúng ta phải để là number ha. Vì chúng ta chỉ có hai trạng thái của status là 0 và 1 thôi, cho nên không cần phải để đơn vị. Rồi ở đây mình đã có khởi tạo xong một cái item của service SH. Tiếp theo tương tự như vậy, ta sẽ create thêm hai item nữa tương ứng với hai service còn lại của chúng ta. Sau khi đã tạo xong ba service, ba tầm của ba service tương ứng, ta sẽ phải đợi 1 phút để định kỳ là mới cái lần get giá trị, gọi là interval đó, để xem các giá trị của service của chúng ta. Ta sẽ vào last data. Đây, ở đây chúng ta sẽ có được giá trị lần gần nhất mà Javis server kiểm tra trên cái máy chủ cần giám sát. Do cái NTP chúng ta vừa mét cho nên đợi xíu ha. Interval là 1 phút. Cứ 1 phút là service sẽ đi request một lần. Ok.
Cái tích xanh này thể hiện việc hoàn thành giá cái quá trình bắt tay giữa JavaScript Server và JavaScript Agent. Rồi, giá trị của chúng ta đều là 1 hoặc 1. Cả ba giá trị đều là 1. Tức nghĩa là ba service này của chúng ta đều đang online, đang hoạt động bình thường. Ở đây chúng ta có graph tương ứng với cái biểu đồ up down của service mà chúng ta monitor. Đây. Thì ở biểu đồ này thì chỉ có hai trạng thái, 1 và 0 hay là 1 thôi. Cả ba service đều đang là running, đang là trạng thái này là 1 hết ha. Chúng ta sẽ tạo trigger. Trigger là một cài đặt cho phép JavaScript có thể gửi các thông tin thay đổi dựa trên các item đã được cài đặt trước đó đến người quản trị. Ở đây mình sẽ tạo một trigger về NTB Service Operation Status Going Down. Tức là khi mà khớp cái dịch vụ này, khi mà khớp cái điều kiện này thì sẽ show ra được cái status là cái trạng thái net của service NTB đang down. Rồi, ở một condition điều kiện này, mình sẽ chọn item tương ứng và cái reshow cái trạng thái cuối cùng, cái last là trạng thái cuối cùng. Cái reshow này sẽ là 0, tức là khi mà cái giá trị của cái dịch của cái item NTB khớp là 0 thì sẽ match cái lệnh này. Đây, giá trị cuối cùng bằng 0 thì sẽ match thả cái điều kiện của cái trigger này ha. Tương tự như vậy mình sẽ tạo thêm hai trigger nữa cho hai service còn lại. Sau khi đã tạo xong các trigger, ta vào tab Monitoring Problem. Ta sẽ search cái host mà chúng ta cần monitor, cần giám sát. Đây, hiện tại problem đang là không có, tức là service của chúng ta đang hoạt động ổn định. Chưa có match cái condition khi nãy, cái trigger khi nãy. Bây giờ mình sẽ stop thử một vài dịch vụ nha. Rồi, stop NTB service. Rồi, mình sẽ relax chút xíu, đợi chút xíu. Thì như ban nãy các bạn thấy đó, phải 1 phút thì cái giá trị, cái value của item mới thay đổi, mới được cập nhật. Thì khi mà cái item, cái data của item thay đổi thì mới đẩy qua cái trigger được, mới khớp với cái trigger được. Chưa thay đổi. 1 phút hơi lâu nhỉ. Để chắc ăn thì mình sẽ get ở đây lại một lần nữa. Đây, giá trị đã là chuyển về 0 rồi nè. Thì thằng này chỉ là vấn đề thời gian thôi. Rồi đây, giá trị đã thay đổi. Một lần thay đổi và giá trị lần gần nhất là 0 ha. Chúng ta xem luôn cái biểu đồ ngay đây. Lập tức biểu đồ đi xuống liền ha. Từ 0 xuống 1. Rồi bây giờ tab problem của chúng ta đã có nè. Ngay lúc này tab problem của chúng ta đã có. Tức là cái problem là NTB service operation status going down. Tức là cái value đã khớp cái 0 ban nãy. Rồi. Bây giờ mình thử
Start lại service nha. Start lại service. À, mình stop luôn cái service FTP, cái FTP khi nãy. Mình sẽ stop cả hai service luôn. Value đã về 0 rồi ha. Đây, service đã có thay đổi nè. Value đã có thay đổi. Đây, cũng về 0 luôn. Từ 1 về 0. Và cái problem tab của chúng ta đã có hai service down. Bây giờ chúng ta sẽ start lại lần lượt hai service này để xem service server sẽ xử lý như thế nào ha. Rồi, hai service này đã được start xong. Ta kiểm tra status luôn ha. Rồi, running nha. Tương tự như vậy đối với NTP. Cả hai service chúng ta đều đang active running. Đó. Giá trị thay đổi là lại giá trị thay một lần nữa thay đổi từ 0 thành 1. Và sau khi đã thỏa được cái điều kiện, không còn match khớp cái điều kiện nữa, thì đã thoát khỏi trạng thái problem. Thì status của hai trạng thái này trở về resolved. Resolve ha.